Gia đình David Beckham sum họp cùng đi xem danh ca Elton John biểu diễn. Ngày 30 tháng 5, cựu tiền vệ David Beckham và bà xã Victoria hội ngộ vợ chồng con trai cả Brooklyn khi cả nhà cùng đi xem danh ca Elton John biểu diễn. Trên Instagram tối qua, ngày 30 tháng 5, Vic đăng ảnh hai vợ chồng cô, con trai lớn Brooklyn và vợ Nicola Peltz, cậu ba Crew và con gái Ut Harper đi xem show của danh ca đồng hương trên sân O2 Arena, London, Anh. Lại bên nhau lần nữa. Mẹ yêu cả nhà rất nhiều, nhà thiết kế thời trang viết và gắn thẻ tên chồng cùng các con. Ở phần bình luận, con dâu Nicola Peltz thả loạt biểu tượng trái tim. Ở Instagram Story, Vic chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến đi nghe nhạc của gia đình. Một trong số đó là bức ảnh chụp Vic cùng con dâu cả Nicola Peltz và cô nhóc Harper đứng bên ngoài nhà vệ sinh kèm chú thích phong cách. Nicola sau đó chia sẻ lại ảnh này trên trang cá nhân. Bà Beck đăng ảnh riêng của chồng đứng trước tấm áp phích lớn in hình Elton John, khoảnh khắc anh ôm Brooklyn và tình cảm với bé Harper. Cậu hai Romeo vắng mặt trong cuộc hội ngộ gia đình lần này. Trong ảnh, Vic cũng viết thêm, cả nhà nhớ con Romeo. Chàng trai sinh năm 2002 bấm like ảnh bố mẹ và các anh chị em. Chỉ vài giờ trước đó, Romeo chia sẻ khoảnh khắc bên bạn gái Miriam trên bãi cỏ gần bờ biển cùng chú thích những hoàng hôn bên em. Ít giờ trước khi đăng ảnh gia đình sum họp, Vic chia sẻ video Beck và cô Ut Harper vừa nhún nhảy vừa hát theo bản hit Crocodile Rock của Elton John. Trong video, Harper khoác vai bố, cựu thủ quân tuyển Anh vừa nắm tay con vừa hát say sưa. Brooklyn và vợ về anh xem buổi biểu diễn của danh ca Elton John cũng là bố đỡ đầu của anh. Một tháng trước đó, nhà Beck cũng tụ họp ở mỹ nhân sinh nhật 49 tuổi của Vic và kỷ niệm một năm ngày cưới Brooklyn, Nicola. Đầu tháng 3, vợ chồng cậu cả nhà Beck từ Mỹ sang Pháp nhân dịp Vic giới thiệu bộ sưu tập mới tại tuần lễ thời trang Paris. Cả nhà cũng mừng sinh nhật tuổi 24 của Brooklyn tại Pháp. Cả hai lần hội ngộ này cậu hai Romeo đều vắng mặt. Những hình ảnh gia đình tụ họp đầm ấm gần đây dẹp tan tin đồn Vic và con dâu cả Nicola Peltz rạn nứt. Cựu ca sĩ nhạc pop và nàng tiểu thư tỷ phú được cho xích mích trong quá trình chuẩn bị đám cưới của Brooklyn và Nicola năm ngoái. Suốt cả mùa hè 2022, mẹ chồng và nàng dâu không tương tác trên mạng xã hội, vợ chồng Beck cũng không gặp Brooklyn Nicola. Tin đồn dịu lại vào cuối tháng 9 năm 2022 khi vợ chồng Brooklyn tới Pháp mừng Vic có show diễn đầu tiên tại tuần lễ thời trang Paris. Sau đó, Vic và con dâu tương tác trở lại trên Instagram. David Beckham sinh năm 1975 là cựu cầu thủ bóng đá lừng danh người Anh. Tiền vệ một thời của MU và Real được biết đến với những cú sút phạt thần sầu cùng những đường tạt bóng chính xác. Vợ anh, Victoria Beckham từng là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Spice Girls trước khi chuyển sang thiết kế thời trang. Vợ chồng Beck có ba con trai và một con gái.